Xin chào, hôm nay tôi đưa các bạn về quê để phóng sanh hơn 1 tấn cá ở Vĩnh Long. Rồi bạn nào muốn tham gia lần sau thì đăng ký với Tiun nha. Để mình sắp xếp thời gian mời quý thầy đi làm lễ cho các chú cá nữa. Bây giờ chúng ta sẽ mua cá sống tại mấy cái ghe vận chuyển cá ra chợ bán luôn. Mua tại đây là mua trực tiếp ngay đầu mối. Thấy chương trình phóng sanh cá thế nào? Ai có nhiều cá trên ghe là sẽ mua hết luôn đó. Các bạn thấy vui không? Người cá đến giải cứu cá đây. Tiun cũng nói thiệt với mấy bạn, bỏ ăn thịt động vật đi. Không bổ béo gì đâu, chỉ làm hại cho thân thể thôi. Mình ăn trứng uống sữa, ăn nấm này kia là đã quá bổ rồi. Chứ giết hại động vật để nuôi dưỡng thân mình thì cũng đâu có lợi ích gì. Chỉ làm cho cơ thể của bạn ngày một tanh thôi, dễ bị hủy hoại, thối rữa mà thôi. Cá ơi, tụi con may mắn lắm nha, được quý thầy và các vị Bồ Tát đến cứu rồi nè. Các bạn có hiểu Bồ Tát là gì không? Là những người sau khi đã hiểu được lợi ích của việc ăn chay, trở nên thương yêu động vật thì họ sẽ giống Tiun, thích làm những công việc này. Tiền đối với họ không có quan trọng lắm. Làm được 10 thì họ sẽ bố thí 9 để giúp thế giới tốt đẹp hơn. Khi đã ăn chay được thì bạn sẽ tiến hóa thành động vật có nhiều sức khỏe và trí tuệ hơn, không còn lệ thuộc vào ăn thịt động vật nữa. Bạn sẽ thấy yêu thương tất cả mọi loài vật và những người sống xung quanh bạn. Bồ Tát là vậy đó, chứ không có gì là cao siêu như Chúa Trời đâu. Ai cũng có thể trở thành Bồ Tát để mang đến tình yêu thương thiết thực cho cuộc sống. Còn những cái đạo mà nghĩ sát sanh là chuyện bình thường là Tiun thấy bó tay. Suy nghĩ một cách thực tế, bạn sẽ thấy nếu chúng ta cứ hại động vật thì con người ngày càng đói khổ, ham muốn giết chóc và hãm hại lẫn nhau. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần ăn rau củ quả như trâu bò, vẫn sống khỏe mạnh, không tốn kém phí sinh hoạt nhiều nữa, thì làm gì có chuyện vật giá leo thang mỗi ngày, đúng không? Giờ những bạn còn đang ăn thịt động vật mà nghe tôi nói thế này chắc không hiểu gì đâu. Vì trí tuệ và sức khỏe của bạn giống như nó đang bị đựng trong một cái túi tăm tối chứa toàn thịt động vật. Nếu bạn chịu khó ăn chay thử một tuần lễ thì chiếc túi đó sẽ được thay thế bằng những cây trồng thực vật. Chúng sẽ đâm chồi nảy lọc xuyên thủng chiếc túi đó để giải thoát cho ánh sáng của trí tuệ và sức khỏe thoát ra ngoài. Lúc đó bạn mới hiểu được Tiun tốt với bạn như thế nào. Bạn đang xem cảnh quý thầy và các Phật tử đang đọc kinh, hồi hướng để giúp cho những chú cá sớm thoát khổ. Nhưng Tiun thấy có ít người tập trung quá. Sẵn chia sẻ luôn. Nói thiệt, muốn thành tâm đọc kinh thì phải quên thân mình, đọc rõ từng câu chữ, nhưng không được phân tích diễn giải câu chữ trong kinh, vì nó sẽ khiến sinh tâm phân biệt, dẫn đến mất tập trung. Không thể nhiếp tâm chánh niệm là mọi công đức hồi hướng đều trở nên vô nghĩa. Giống như khi bạn lập một cái biên bản thì câu đầu tiên sẽ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Nhưng có ai bao giờ tự hỏi tại sao phải viết như vậy mà không phải là câu khác? Thì kinh kệ cũng vậy thôi, chỉ là phương tiện, hình thức mà các vị tổ đã viết ra để chúng ta dễ nhập tâm, đi vào vấn đề, chứ không phải để phân tâm gây lệch lạc chủ đề. Những gì làm thành tâm vẫn là quan trọng nhất. Khi bạn thật sự thành tâm làm việc gì đó thì chắc chắn sẽ thành công. Nên tôi cảm thấy tiếc cho một số người đọc kinh mà không thể thành tâm được, thật là uổng phí. Hy vọng quý vị lần sau sẽ rút kinh nghiệm nhé, để mọi công đức phóng sanh đều được viên mãn tròn đầy. Còn nếu Tiun nói có sai sót gì, xin các vị Bồ Tát rộng lòng tha thứ. Trời thì nắng gắt, muốn cháy da đầu luôn. Đúng là môi trường ngày càng tệ quá, do lòng tham của con người ngày càng tăng trưởng, làm hại vạn vật xung quanh và những người thân của mình. Bạn thấy tác hại của lòng tham ghê gớm quá đúng không?
cứ múc cá để lên cân, xong rồi đổ xuống sông. Cảm giác này thiệt là sướng. Bạn sẽ nhận ra không có niềm vui nào trên đời sướng bằng phóng sanh đâu. Cho dù bạn đi chơi ở chỗ sung sướng nhất trần gian, nhưng rồi về cũng mau quên, có khi lại thấy mệt mà còn mau nản. Chứ tham gia phóng sanh với Tiêu thử đi, bạn sẽ nhớ mãi suốt đời, vui vẻ đến nỗi trẻ ra 5-6 tuổi luôn. Bởi vậy tôi làm việc muốn kiếm nhiều tiền là để tạo phương tiện giải cứu động vật. Chứ tôi đâu có ham bất cứ thứ gì trên đời này ngoài việc bảo vệ môi trường. Giống như các vị Bồ Tát đang phóng sanh cá ở đây, nãy giờ ai nấy cái mặt cũng hầm hầm vì trời oi bức. Nhưng khi thả cá xuống sông thì mọi người mừng rỡ reo hò, quên đi cái nóng. Bởi vậy, tâm của chúng ta quyết định tất cả. Chúc mừng các vị đã nhiếp tâm vào việc phóng sanh cá, quên thân mình đang chịu khổ rồi nha. Mà tất cả mọi chuyện trên đời này phải tùy duyên, chứ không phải ai sinh ra cũng là người tốt hay kẻ xấu sẵn đâu. Gặp ác duyên thì trở thành người xấu, bị người đời khinh chê. Gặp thiện duyên thì được mọi người yêu quý. Nhưng gặp gì thì gặp, chỉ cần nhớ phải luôn giải cứu động vật là bạn đã làm được việc tốt nhất trên đời này rồi đó. Thả cá chép xong, chúng ta sẽ phóng sanh tiếp cá trê nữa là kết thúc chương trình phóng sanh hơn 1 tấn 3 cá được thả trở về thiên nhiên. Hy vọng duyên lành mau hội tụ để lần sau sẽ có nhiều cá hơn nữa được cứu ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến chùa Hưng Thiền nhé. Đây là ngôi chùa chuyên phóng sanh nổi tiếng nhất ở Vĩnh Long. Ở đây bạn sẽ được gieo duyên với sư ông Thích Phước Đức, một bậc chân tu thực sự. Ngài ấy có một câu chuyện rất hay là cả một đời bố thí và phóng sanh. Là trước khi đi tu, lúc chia gia tài, ba mẹ chia cho mỗi anh em của ngài mấy cây vàng để làm của. Nhưng khi ngài ấy đi ngang qua chợ, thấy các loài cá chịu khổ, sắp bị bán làm thịt, ngài ấy phát tâm bố thí dùng hết số vàng có được để mua cá, thả xuống sông và đi tu. Trên đỉnh còn hơn Tây Ôn nữa. Sư ông Thích Phước Đức quả là hay đúng không các bạn? Có một điều đặc biệt nữa là khi nói chuyện với người đối diện, ngài sẽ cúi mặt nhìn xuống đất, chứ không bao giờ nhìn thẳng vào mặt đối phương. Đố các bạn biết tại sao? Việc này á là để tránh bị động tâm. Khi tâm bị động sẽ dễ phân biệt đẹp xấu, tốt dở, khen chê. Nếu chấp vô những điều đó sẽ rất là khổ, khó tu lắm. Nên sư ông Thích Phước Đức không bao giờ nhìn thẳng vào mặt ai đó để nói chuyện, mà ngài sẽ cúi xuống để nói chuyện với người ta. Thật sự rất đáng để chúng ta ngưỡng mộ noi theo đúng không nào? Nếu có dịp về thăm chùa này, hy vọng các bạn sẽ đủ duyên để gặp được sư ông nhé. Gặp được một hiền tri thức rất khó, nên tôi muốn gieo duyên cho các bạn biết. Vì thời bây giờ gặp tào lao dễ lắm. Cứ lên trên mạng là bao nhiêu thói hư tật xấu đua nhau quảng cáo. Nào là nói xạo để nổi tiếng, làm tàn trò khùng điên để gây sự chú ý, chia sẻ những thông tin bậy bạ để ảnh hưởng xấu đến xã hội, đầy rẫy hết luôn. Còn Tây Un chỉ muốn cho các bạn thấy những cái điều cần thiết để các bạn không bị đi sai đường nữa, tránh gây ra lỗi lầm nghiêm trọng ảnh hưởng cho toàn xã hội. Vậy nha, các bạn hãy yêu thương muôn loài và cùng Tây Un làm những việc có ích cho quê hương đất nước mình đi. Việt Nam không cần giàu, chỉ cần xanh sạch đẹp mà thôi.